Đợt này em Hương về khá là nhiều CDX, nhưng đây là một trong những chiếc xe CDX mà em Hương đánh giá rất là cao. Các bác nhìn này, một chiếc xe CDX nhập khẩu đời 2009, số tự động đẹp với nước sơn màu xanh cực kỳ sáng luôn. Sơn xi là sáng bóng luôn, sơn vỏ mỏng tang nhưng mà thân vỏ này cực kỳ cứng cáp luôn. CDX đời 2009 em đang bán với giá là 240 triệu nhưng các bác ơi, tầm 240 triệu nó quá là bình thường, nhưng để mà sở hữu được chiếc xe CDX đẹp như thế này thì rất là hiếm luôn. Em này đời 2009 nhưng mà còn đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010 cơ, giá chỉ có 240 triệu thôi. Đèn halogen kết hợp với đèn phá sương, CDX số tự động bản nhập khẩu 1.4 là một trong những cái dòng 1.6 nhé, là một trong những cái dòng xe được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Bác nào quan tâm về CDX đợt này không thể bỏ qua em này đâu ạ. Các bác nhìn này, gầm bệ sáng choang không hề mục mọt, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, xin nhan trên hông này, lẹp chân kính, tất cả gương kính đều liền đời theo xe. Và bác là của chủ cũ lên cho em nó một bộ áo mới nhé. Áo mới rồi, 2009, 2010 thì ít hay nhiều thì cái phần áo của em nó, cái áo da đấy nó sẽ bị sờn, bị bạc theo thời gian. Thì bác chủ cũ đã đầu tư luôn một bộ áo mới, các bác nhìn này, màu lâu bò, nhìn rất là sang và sạch sẽ luôn. Từ móc khóa hay những cái ốc cánh cửa, ốc bàn nè, sticker thông số nguyên bản của nhà sản xuất em đều quay chi tiết này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho các bác nhé. 240 triệu còn chần chờ gì khi mà các bác không kết nối cho em đi. 0354602790. Xin đẹp toàn xe luôn. Màn hình giải trí này, số tự động đẹp, sấy sưởi kính hai vùng, điều hòa ghế hai vùng luôn. Trên vô lăng có tích hợp các phím bấm này, vô lăng thì thiết kế ba chấu cực kỳ đẹp luôn. Cụm đồng hồ sáng choang luôn nhé. Đây các bác nhìn này, màn hình giải trí cỡ lớn này, có màn hình gương chống chói này. Và em này sẽ có cửa sổ trời cho em nhé. Cửa sổ trời đầy đủ, túi khí an toàn là hai túi khí an toàn, màn hình giải trí OLED cỡ lớn rồi. Bên trong xe bác chủ cũ còn để cho em nó một cái cà phê rất là thơm luôn. Em này có hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em rồi, số tự động đẹp, sấy sợi kính đầy đủ cho em. Một nhìn kiến ngoại thất là màu xanh cực kỳ cứng cáp, bên trong màu nội thất cực kỳ đẹp luôn. Ghế da các bác nhìn này quá là chất luôn, nhìn nó sang, nó lịch sự rất là nhiều. Gương kính thì liền đời theo xe cho em nên các bác cứ yên tâm về chất lượng của xe nhé. Đây, hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi này, trần nỉ nguyên zin, ở phía dưới có thảm cao su lon. Đây là một trong những cái thảm nó chỉ rẻ tiền thôi, nhưng các bác có thêm cái này vào nó sạch sẽ, dễ vệ sinh. Chính ra những cái mà cứ lông lông lá lá là khó vệ sinh mà hay bám mùi các bác nhé. Đây, rất là sạch sẽ luôn, táp ly táp lô cứng cáp quá các bác ạ, quá là đẹp. CDX đi thì nó sẽ ăn xăng hơn so với những dòng xe như i10 và Morning, nhưng mà máy số cũng như là ngoại thất của em nó thì cực kỳ đẹp luôn, đi bắt đầu sướng luôn. Một siêu phẩm Lancetti CDX đời 2009 đăng ký lăn bánh lần đầu 2010. Phía sau xe còn trang bị thêm cho em là một cái mắt cảm biến, 4 mắt cảm biến va chạm và một cam lùi nhá. Đèn hậu phía sau thì cực kỳ sáng luôn, Lancetti Daewoo CDX đây ạ. Khoang cốp phía sau thì các bác có thể dùng khóa khiển để mở cho em nha, bấm một cái thôi là nó sẽ mở lên như thế này cho mình. Khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi, pinac thiết kế là bản sedan mà. Đây các bác này, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên, thảm bệ cực kỳ sạch sẽ này. Máng nước hai bên các bác nhìn những cái bấm đinh tán này, còn nguyên và đầy đủ cho em, không hề mất một cái bấm đinh tán nào luôn. Đấy, căng nét luôn. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo, bốn cánh cửa cũng như là cột kèo keo chỉ này, thảm chống nóng giảm nhiệt này, có gương có đèn ở phía trên nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đèn hậu sáng choang, bốn mắt cảm biến, hệ thống va chạm phía sau đứng góc nghiêng để các bác nhìn này. Đường dập lồi cũng như đường khớp lối thì cực kỳ sắc nét nhé, cực kỳ khít luôn. Một dàn lốp Hankook, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, gầm bệ lói không với mục mọt nhé. Lói không với mục mọt rồi, mở cửa ra nhẹ nhàng, không ra phát động ra một cái tiếng kêu gì cốt kết quạt kẹt gì cả. Gương kính thì liền đời theo xe. Đây, một kèo keo chỉ còn nguyên zin luôn. Đây, ghế các bác nhìn này, nhìn ưng vẫn ưng cái bộ ghế các bác ạ. Đấy này, máng nước này, à cái con ốc này, cánh cửa ốc bản lề này, cột kèo keo chỉ các bác đi xem, các bác cứ mở hết ra để xem. Bốn quả loa to bản này, mỗi cánh cửa đều có một cái hộc để đồ cá nhân để các bác có thể để nước cho mình nhé. Xích nhan thì được tích hợp ở trên hông. Một chiếc xe CDX đời 2009 nhập khẩu đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010 mà giá chỉ có 240 triệu thôi. Ngoại thất, nội thất em đã quay rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình xem khoang động cơ máy móc của xe nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của CDX đời 2009 đăng ký lăn bánh lần đầu 2010. Các bác nhìn này, cụm phanh ABS nằm gọn gàng này,
máng nước hai bên này, cụ giảm chấn giảm sóc hay nước làm mát. Từ phần các phần tai đèn em cũng đều quay chi tiết, cho đến những cái thanh ngang ốc mặt máy này, máy Ecotec con em nhé. Đây, các cái ốc là thanh ngang hay ốc mặt máy này, lắp cabo này, ốc lắp cabo chạy lên một phát lên đây là toàn bộ là keo chỉ zin, các cái lốt cắt của lắp cốp còn tròn xe, lắp cabo này, thảm chống nóng giảm nhiệt cũng còn nguyên. Quay sâu hơn, kỹ hơn về phần khung răng sắt xi, khung răng sắt xi để các bác có thể nhìn được xem là nó có biến dạng không, có móp méo không, để các bác có thể nhìn được chất lượng của xe. Qua video, qua hình ảnh, qua những lời cam kết của em Hương cũng qua sự tin tưởng của các bác dành cho em là chúng ta có thể giao lưu với nhau. Một chiếc xe CDX rồi, siêu phẩm CDX đây, 2010 đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, 2009 đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010 các bác nhé, 240 triệu. Cho những bác nào thật sự yêu thích dòng xe CDX này, nhắc máy lên mà liên hệ trực tiếp cho em 0354602790. Còn nếu như các bác mà muốn xem được nhiều xe hơn nữa thì các bác có thể vào lúc 11:30 các ngày trong tuần em đều có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.